Mến chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Sau vụ tê liệt giao thông ngày hôm qua ở Vũ Hán và lũ tàu điện ngầm như thác nước, nhiều nơi ở Nam Kinh đã bị ngập lụt nghiêm trọng vào ngày hôm nay. Một số giao thông bị gián đoạn và các chuyến tàu cao tốc bị đình chỉ. Thị trấn Tam Hà, thị trấn nghìn năm tuổi ở tỉnh An Huy, mấy ngày nay hứng chịu lượng mưa lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng, có thể lặp lại thảm họa diệt vong của hơn 30 năm trước. Trong tuần qua, các khu vực dọc trung và hạ lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phía đông Tây Nam đã trải qua lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Sau Nam Kinh, Giang Tô hứng chịu mưa lớn, nhiều nơi trong thành phố bị ngập lụt vào ngày hôm nay và nhiều khu dân cư bị ngập lụt, bao gồm khu vui chơi A Trung, Trúc Lưu, Nam Nguyên và khu biệt thự Trúc Lưu mới ở khu vực Tây Sơn Kiều của Nam Kinh, nước ngập tương đối sâu, khoảng hơn 1 mét. Sau khi hàng chục tuyến đường bị ngập nặng, giao thông bị gián đoạn, các phương tiện không thể di chuyển, không thể xuống dốc từ quốc lộ, một số ga tàu điện ngầm, trong đó có ga Trung Hoa Môn của Nam Kinh Metro tuyến 1 và Minh Pháp Plaza của tuyến 3 bị ngập nước và không thể hoạt động bình thường, khiến một lượng lớn hành khách bị mắc kẹt. Ngoài ra, tất cả các tàu cao tốc ở Nam Kinh đều bị sập, ảnh hưởng đến hơn 20 chuyến tàu đường sắt cao tốc. Sáng hôm qua, ký túc xá và khu vực sinh hoạt của Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh đã bị ngập lụt do lũ từ núi Tử Kim. Mực nước tại trạm núi Đông Tần Hoài đạt 11,43 m vào lúc 6 giờ sáng qua, vượt xa mực nước cảnh báo là 8,5 m. Đại học Hồ Hải nằm ở trung tâm Nam Kinh bị ngập lụt nghiêm trọng. Các sinh viên nói đùa rằng, hết sông biển, bạn ở trong sông Hồ. Kính thưa quý vị, trấn Tam Hà, tỉnh An Huy là một thị trấn nổi tiếng với lịch sử 2.500 năm, được gọi là thị trấn Tam Hà vì nó được nối với sông Phăng Le, sông Siao Nan và sông Hang Bu. Phương tiện truyền thông lưu tiết lộ rằng những trận mưa liên tiếp đã khiến nước ở sông Hang Bu lân cận nước dâng sâu 4 hoặc 5 mét, gần như ngang bằng với bờ kè. Do lượng mưa lớn liên tục ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, mực nước của hồ Chao Hu và các phụ lưu của nó là sông Phăng Le, sông Hang Bu và sông Si He đã vượt quá mức cảnh báo và nước sông vẫn đang dâng cao và đập đất đang trong tình trạng khẩn cấp. Do không chịu được ngâm lâu trong nước nên nguy cơ vỡ đê bao rất cao. Gần đây, chính phủ đã vận động từng nhà yêu cầu cư dân ở dưới tầng 3 trong thị trấn rời đi. Chính phủ sẽ cung cấp chỗ ăn, ở, ước tính sẽ có hơn 6.800 người cần được chuyển đi. Vào đầu giờ chiều hôm thứ Ba, một đoạn bờ kè tại cầu San Sian ở thị trấn Sa Nhe có nguy cơ bị sập. Bờ kè hiện đang được túc trực 24/24 giờ. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của gần 100.000 người dân ở phố cổ Sa Nhe và các khu dân cư ở các khu vực xung quanh. Hơn 30 năm trước, thị trấn Tam Hà bị lũ lụt tấn công, cả thị trấn chìm trong biển nước. Tại trang trại hồ cá sấu ở huyện Vu Hồ, tỉnh An Huy, một số trong số 92 con cá sấu bị nuôi nhốt trong đầm lầy rộng gần 40 ha đã sổng chuồng do lũ lụt gần đây. Hiện đã bắt được 5 con, nhưng chủ trang trại không biết chính xác bao nhiêu con đã rời trang trại. Kể từ hôm thứ Ba, các khu vực dọc trung và hạ lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phần phía đông của Tây Nam đã trải qua lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, Giang Tô, Quảng Tây, Quý Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Sai-Sincom, tính đến trưa thứ Bảy, tổng cộng 140 con sông trên cả nước có lũ trên mức cảnh báo, 40 con sông có lũ vượt quá giới an toàn, 13 con sông và 17 trạm xung quanh mạng lưới sông Thái Hồ ở Giang Tô có lũ vượt mức lịch sử. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, tính đến thứ Tư, có 1.192 quận thuộc 26 tỉnh trên cả nước bị thiên tai lũ lụt, làm 2.942.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 32,82 triệu nhân khẩu bị ảnh hưởng và 1,48 triệu nhân khẩu bị mất nhà, 186 người chết, 45 người mất tích, 56.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 50,6 tỷ nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, những ngày qua, mưa xối xả tiếp tục đổ xuống các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc, gây lũ lụt ở nhiều nơi, đe dọa trực tiếp đến đập Tam Hiệp. Vào sáng sớm hôm Chủ nhật, lũ lụt và lở đất bùng phát ở huyện Đan Bá, Tứ Xuyên, thượng nguồn đập Tam Hiệp, nhiều video trực tiếp gây sốc, nơi nhiều ngôi làng biến mất trên đường đi của dòng lũ dữ dội. Lở đất cũng nhấn chìm và chôn vùi nhiều ngôi làng, nhưng truyền thông lưu nói rằng chỉ có 2 người mất tích. Mưa lớn tiếp tục ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, Đài khí tượng Thủy văn Trung ương vẫn phát cảnh báo màu vàng mưa dông. Tính đến thứ Sáu, theo thống kê chính thức của DCSTQ, 8,52 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở 24 tỉnh và thành phố, bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu và Trùng Khánh, và thiệt hại kinh tế trực tiếp đã vượt quá 20,6 tỷ nhân dân tệ. Theo Ban tuyên giáo huyện ủy Đan Bá ở Cam Tử, Tứ Xuyên, hồ đập đã bị vỡ và tràn bờ, nước sông chảy về hạ lưu, nhà cửa và trạm điện trong làng bị nhấn chìm và cuốn trôi. Hiện hơn 20.000 người đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Ngoài Mai Long Câu, các
các ngôi làng ở hạ lưu sông Tiểu Kim Xuyên cũng bị ảnh hưởng bởi hồ chắn sóng. Nhân viên ban tuyên giáo huyện ủy Đan Bá cho biết, hồ chắn sóng đã khiến đường ở đoạn Lan Thủy Loan bị gián đoạn và một vụ lở đất đã xảy ra ở làng An Tưởng Trại ở Lan Thủy Loan. Đến 12 giờ cùng ngày, hồ chắn Mai Long Câu bắt đầu bị vỡ và tràn bờ. Dòng sông chảy xiết về phía hạ lưu và dòng sông gần làng An Yang ở hạ lưu đã cuốn trôi những ngôi nhà trong làng và những con đường dọc đường. Tổng cộng khoảng 1,7 km đường bị cuốn trôi, nhà máy điện Mây Long bị cuốn trôi và nhà máy điện An Tưởng Trại bị đe dọa. Liên quan đến thảm họa, các phương tiện truyền thông do DCSTQ sở hữu chỉ đưa ra những tuyên bố nhẹ nhàng. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường cho biết có nhiều người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà ở ngôi làng bị ngập lụt. 14 người trong số họ đã được giải cứu thành công và 2 người khác đã mất tích. Tuy nhiên, qua những hình ảnh trực tiếp mà cư dân mạng đăng tải, thảm họa thật kinh hoàng. Với dòng nước lũ khổng lồ từ thượng nguồn đổ xuống, bất cứ nơi nào dòng lũ đi qua, những ngôi làng đó sẽ biến mất và lở đất bất ngờ phun trào từ đỉnh núi đã chôn vùi trực tiếp nhiều ngôi làng. Vẫn chưa biết có bao nhiêu dân làng đã chết trong khi ngủ. Một số cư dân mạng đăng video nói rằng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh thượng nguồn Tam Hiệp bị ngập lụt, một hồ chứa nhỏ bị sập, đập Tam Hiệp gặp nguy hiểm. Hiện trường sau vụ vỡ đập hồ chứa nước Đan Bá ở Tứ Xuyên, toàn bộ ngôi làng bị phá hủy. Một số cư dân mạng cũng lo ngại về lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Nam Trung Quốc và lở đất ở huyện Đan Bá, Tứ Xuyên, chôn vùi các ngôi làng trong thung lũng. Hiện chưa rõ có bao nhiêu dân làng thiệt mạng. Một số cư dân mạng đã đăng một video nói rằng trận lũ đổ xuống và phá hủy những ngôi làng trên đường đi. Nhiều ngôi làng gần như bị san bằng. Trong số đó, sau trận lụt ở An Yang, quận tự trị Tây Tạng Gaze, Tứ Xuyên, toàn bộ ngôi làng chỉ còn lại 15 ngôi nhà. Tuy lũ lụt và lở đất xảy ra ở huyện Ganji Zanba, Tứ Xuyên, nhưng điều người dân lo lắng nhất hiện nay là vỡ đập Tam Hiệp. Trước đó, nhà kinh tế độc lập Câu Mountain Review đã đăng Twitter một đoạn video nói rằng một khu vực sạt lở đất rộng lớn đã xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Sự dịch chuyển của thảm họa ngàn năm này ngày càng gia tăng, rất có thể xảy ra sự cố vỡ đập. Chỉ là nếu cứ như vậy thì Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải sẽ lại bị ngập lụt. Trong video, cảnh sạt lở đất đá do lũ quét vô cùng kinh hoàng. Cùng thời điểm này năm ngoái, một số người dùng Twitter tiết lộ đập Tam Hiệp đã bị biến dạng và có nguy cơ sụp đổ, đồng thời cảnh báo nếu đập Tam Hiệp sụp đổ, một nửa Trung Quốc sẽ bị tàn phá, DCSTQ và những nước lớn gia đình cũng sẽ tan nát. Tin tức đã thu hút sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng trong và ngoài nước. Nhưng các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó lập luận rằng đập Tam Hiệp thực sự bị biến dạng nhưng ở trạng thái co giãn. Khi lũ lụt nghiêm trọng như ngày nay, một số người phát hiện ra rằng đập Tam Hiệp nằm dưới sự kiểm soát của quân đội và không thể chụp ảnh đập Tam Hiệp từ trên không. Thế giới bên ngoài không có cách nào biết cụ thể. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn đặt ra là liệu các cơ quan chức năng có đang che đậy điều gì? Trước và sau khi Tam Hiệp hoàn thành, dường như luôn tồn tại một tội tổ tông không thể nói ra. Đó là cấm đoán mọi bàn luận và biến một vấn đề liên quan đến tính mạng của hàng trăm triệu người thành vùng cấm im lặng. Năm 2003, DCSTQ tuyên bố rằng đập Tam Hiệp kiên cố và có thể chịu lũ một lần trong vạn năm. Năm 2007 đổi tên thành ngăn lũ thiên niên kỷ. Năm 2008, người ta còn nói rằng nó có thể chống lại trận lụt ngàn năm có một. Năm 2010, DCSTQ tuyên bố rằng đập Tam Hiệp có thể chịu được cơn lũ 20 năm mới có một lần, có thể được mô tả là thay đổi lặp đi lặp lại. Vào thời điểm đó, CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia cho biết khả năng kiểm soát lũ của Tam Hiệp là có hạn, vì vậy đừng đặt tất cả hy vọng vào con đập. Với tình hình lũ lụt ở phía Nam, dư luận lo ngại về khả năng chứa và thoát lũ của Tam Hiệp cũng như tác động đến khu vực xung quanh và nguy cơ khủng hoảng tiềm tàng của Tam Hiệp. Tiến sĩ Wang Luo, một chuyên gia về đập Tam Hiệp, từng kết luận rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, 700.000 người sống ở Nghi Sương bên dưới sẽ chết. Ông cho biết, thực tế đập Tam Hiệp sớm muộn gì cũng có thể tháo dỡ, và việc tháo dỡ cũng rất dễ dàng, chỉ cần mở hết các cửa. Nhưng DCSTQ không muốn làm điều này. Nếu nó bị tiêu diệt bây giờ, những thành tựu trước đây của nó sẽ không còn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới. Việt Nam từ trước đến nay chủ yếu trang bị cho quân đội của mình các vũ khí và trang thiết bị quân sự do Nga chế tạo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nước ta đã có xu hướng đa dạng hóa nguồn cung thông qua một số những hợp đồng mua bán vũ khí với Mỹ, Hàn Quốc, đặc biệt phải kể đến là quốc gia Trung Đông Israel. Mới đây, giữa lúc Việt Nam đang đặt khá nhiều sự quan tâm tới vũ khí Nga, thì một thông tin cực hot đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đó chính là việc Việt Nam sẽ mua 3 hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá nửa tỷ đô la Mỹ của Israel. Đó là loại vũ khí gì?
sức mạnh của nó tối thượng ra sao và liệu rằng đây có phải là minh chứng rõ nét cho việc Việt Nam đang muốn giảm bớt phụ thuộc vào vũ khí Nga hay không? Câu trả lời sẽ có cho tất cả các bạn ngay sau đây. Tờ báo Haaretz của Israel đã cho biết vào tháng tới đây, một phái đoàn cấp cao từ Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ đến thăm quốc gia Trung Đông này với tư cách là khách hàng của Israel. Aerospace, viết tắt là IAI, nhằm thúc đẩy quá trình mua sắm 3 tổ hợp tên lửa phòng không Barak 8 trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Có thể nói sự quan tâm của Việt Nam dành cho Barak 8 đang là một thông tin đáng lo ngại đối với một công ty quốc phòng khác của Israel có tên là Rafael Advanced Defense System. Bởi vào năm 2015, Việt Nam đã mua hệ thống phòng không Spider Rafael với giá là 600 triệu đô la Mỹ. Thương vụ quân sự được cho là lớn nhất từ trước tới nay giữa Việt Nam và Israel. Gần đây, Rafael cũng đã cố gắng đàm phán với không quân Việt Nam nhằm thuyết phục Việt Nam mua thêm 3 tổ phòng không Spider. Thế nhưng tất cả những nỗ lực Rafael đều trở thành công cốc khi mà Việt Nam quyết định ưu tiên cho Aerospace lắp đặt hệ thống phòng không Barak và chuẩn bị cho một hợp đồng mua bán vũ khí lớn thứ hai giữa hai nước từ trước tới đây. Mặc dù phía Việt Nam chưa chính thức lên tiếng xác nhận, thế nhưng nếu như thông tin Việt Nam sẽ mua 3 tổ hợp tên lửa phòng không Barak 8 của Israel là đúng, thì chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam đã thực sự thay đổi chiến lược quân sự khi đã nghiêng hẳn về quốc gia Trung Đông trong việc trang bị vũ khí cho quân đội. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy Việt Nam đang muốn giảm bớt phụ thuộc vào vũ khí Nga? Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Nào hãy thử comment ý kiến của mình xuống dưới phần bình luận ngay nhé! Còn về phần mình, tin mới sẽ nhận thấy đây là một tín hiệu đáng mừng. Bởi vì sao? Trong 15 năm qua, Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Israel. Dù cho Bộ Quốc phòng Israel từ chối cung cấp số liệu bán hàng cho Việt Nam, thế nhưng các chuyên gia trong ngành đã luôn tin rằng Israel đã đạt được các thỏa thuận với Việt Nam trị giá lên đến 1,5 tỷ đô la Mỹ thông qua những thương vụ mua bán vũ khí giữa hai quốc gia từ trước cho tới nay. Và tất nhiên, sự quan tâm của Việt Nam đối với Israel và mong muốn mua thiết bị quân sự của Israel là có cơ sở. Israel là quốc gia duy nhất trên thế giới có kinh nghiệm chiến đấu thực tế và trang thiết bị tiên tiến hiện đại. Một trong số đó thậm chí còn vượt qua trình độ của Hoa Kỳ, siêu cường quân sự mạnh nhất thế giới hiện nay. Tất nhiên là chúng ta không thể phủ nhận sức mạnh cũng như sự hiện đại đang dần được khẳng định trong hầu hết các loại vũ khí do Nga chế tạo nhé. Tuy nhiên, nhìn vào thực lực tại nước Nga hiện nay, vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraine chính là vấn đề lớn nhất, khiến cho Việt Nam phải đẩy nhanh việc đa dạng hóa nguồn cung vũ khí ra khỏi Nga. Chúng ta biết rằng Việt Nam bắt đầu đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng trong việc mua vũ khí từ Nga kể từ khi Nga xâm nhập Crimea vào năm 2014. Đặc biệt phải kể đến các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây đối với Nga sau khi Nga xâm lược Ukraine sẽ khiến Việt Nam ngày càng khó tiếp tục nhập khẩu vũ khí từ Nga hơn, bởi lẽ sẽ có những trở ngại về mặt kỹ thuật và tài chính, khiến cho Nga không thể tiếp cận được với một số bộ phận và linh kiện nhập khẩu cần thiết cho việc sản xuất vũ khí của mình, trong khi các ngân hàng lớn của Nga đã bị loại bỏ khỏi mạng lưới thanh toán toàn cầu SWIFT, khiến cho hai bên khó có thể giải quyết được các khoản thanh toán. Chưa kể, nếu như cứ tiếp tục mua vũ khí từ Nga, sẽ khiến cho Việt Nam có thể phải chịu các lệnh trừng phạt tiềm tàng, chẳng hạn như đạo luật ứng phó với các đối thủ thông qua trừng phạt CASA năm 2017 của Washington. Do đó, có nhiều khả năng Việt Nam sẽ đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào vũ khí Nga trong tương lai. Ngoài các vấn đề nêu trên, quan hệ ngày càng chặt chẽ của Nga với Trung Quốc cũng sẽ là một nguồn rủi ro khác mà Việt Nam cần phải lưu tâm. Nếu như xét đến trường hợp tình hình tranh chấp Biển Đông ngày càng phức tạp, việc đưa ra các kế hoạch nhằm giảm phụ thuộc vào vũ khí Nga sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với Việt Nam. Tất nhiên là điều này sẽ cần phải được thực hiện theo từng giai đoạn. Đồng bộ việc loại biên các nền tảng cũ của Nga với việc mua sắm các nền tảng mới từ các nhà cung cấp khác. Trong quá trình này, ngoài việc nâng cao năng lực sản xuất vũ khí trong nước, việc tăng cường hơn nữa quan hệ chiến lược với các nhà cung cấp thay thế tiềm năng cũng sẽ giúp cho Việt Nam quản lý tốt hơn các nỗ lực đa dạng hóa nguồn nhập vũ khí của mình. Và việc bắt tay với Israel chắc chắn sẽ là một bài toán thông minh và Việt Nam cần phải cân nhắc. Chúng ta cùng trở lại với thương vụ mua sắm 3 tổ hợp tên lửa phòng không Barak 8 giữa Việt Nam và Israel. Chúng ta có thể thấy từ trước tới nay Việt Nam luôn cẩn trọng suy xét và tính toán kỹ lưỡng trước khi gật đầu đồng ý ký kết một hợp đồng vũ khí quân sự đáng giá. Do đó, một điều mà không ít người đang rất quan tâm ngay lúc này đó chính là sức mạnh của loại vũ khí này thực sự tối thượng ra làm sao. Liệu rằng Barak 8 có phải là một lựa chọn hoàn hảo
của quốc phòng Việt Nam hay không. Các bạn thân mến, Barak 8 là một tên lửa đối không do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ DARPA và Công ty Hàng không Vũ trụ Israel IAI hợp tác phát triển. Hiện tại nó có hai phiên bản là Barak dùng cho hải quân và Barak dùng cho đất liền. Không rõ là Việt Nam của chúng ta sẽ lựa chọn phiên bản nào để đưa vào biên chế. Thế nhưng dù là phiên bản dùng trên bộ hay là dùng để trang bị cho tàu tuần tra sân ngầm, miễn là được đưa về Việt Nam thì chúng đều tốt cả. Bởi lẽ khi nói đến Barak 8, giới chuyên gia quân sự đều phải đánh giá rằng đây chính là tổ hợp phòng không nguy hiểm và độc đáo bậc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Barak 8 có thể coi là tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung, vừa là tổ hợp phòng không tầm xa, khi có khả năng đạt tốc độ tối đa Mach 2, tầm bắn tối đa ban đầu là 70 km, dần dần được cải biên để nâng lên tới 90 km và hiện tại con số này đã vượt lên mức 100 km. Bán kính tác chiến có thể nói là tương đương với S-300 mà Việt Nam đang sở hữu. Với cơ bản, tên lửa có chiều dài 4,5m, đường kính rộng 0,225m ở đầu đạn và 0,54m ở khu vực mang nhiên liệu phóng. Mỗi tên lửa Barak 8 còn có sải cánh rộng 0,94m và có khả năng mang theo 60kg đầu đạn, một con số không phải dạng vừa, đúng không nào? Chúng ta cùng xem điểm độc đáo của loại vũ khí này. Đó chính là động cơ của tên lửa Barak, là sự kết hợp giữa động cơ tên lửa và hệ thống vector lực đẩy cho phép chúng có quỹ đạo bay cực kỳ cơ động với giải tốc độ cao. Hệ thống radar cung cấp phạm vi phủ sóng lên tới 360 độ và có khả năng tiêu diệt một tên lửa đang bay với cách tàu khoảng 500m. Điều này có nghĩa là một dàn tên lửa Barak 8 có khả năng bao phủ một khu vực rộng lớn gấp 3 lần so với các loại tên lửa phòng không hiện đại nhất mà Mỹ đang sở hữu ngày nay. Cấu hình trên đất biển của tên lửa Barak 8 bao gồm một hệ thống chỉ huy và điều khiển, radar theo dõi tên lửa và hệ thống phóng di động. Mỗi bệ phóng sẽ có 8 tên lửa như vậy trong 2 ngăn xếp và được phóng theo cấu hình ổn định. Hệ thống này cũng được trang bị một bộ dò tần số vô tuyến AS tiên tiến. Một biến thể IO với tầm bắn mở rộng của Barak 8 cũng đang được phát triển nhằm tăng tầm bắn tối đa của tên lửa lên đến 150 km và chúng được thiết kế nhằm chống lại nhiều mối đe dọa ngoài tầm nhìn. Barak 8 IO có khả năng phóng thấp, được hiểu là vẫn giữ nguyên hệ thống dẫn đường theo quán tính, lái tự động và dẫn đường cho người tìm kiếm bằng radar chủ động như Barak 8. Mặc dù có một số sửa đổi đối với phần mềm, bề mặt điều khiển và khả năng tên lửa, nếu như Việt Nam chúng ta lựa chọn Barak 8 IO thì đây chắc chắn là một quyết định đúng đắn khi mà có thể tiến tới thay thế vai trò tác chiến của tổ hợp S-300 đang nằm trong biên chế của quân đội Việt Nam. Bởi vì trên thực tế, tầm tác chiến của S-300 Việt Nam cũng chỉ dừng ở mức 120-150 km. Ngoài ra, khả năng tác chiến của S-300 cũng bị đặt dấu hỏi khi mà không có hiệu quả tại Syria. Và cái cách S-300 của Ukraine bị phá hủy cũng khiến cho Việt Nam đã thiệt hại. Cho nên, việc Việt Nam lựa chọn Barak 8 để đưa vào biên chế thay thế cho S-300 là hoàn toàn hợp lý. Nằm ở dưới phía đông bán đảo Đông Dương, nơi tiếp giáp với Biển Đông và được coi là trung tâm khu vực Đông Nam Á, khi nằm ở vị trí cửa ngõ, Việt Nam luôn được ví như một cô gái đẹp nằm ngủ mơ màng bên bờ Biển Đông mà anh lớn nào cũng thèm muốn có được. Chính bởi vậy, an ninh tổ quốc từ phía biển luôn là nhiệm vụ cấp bách, được quân đội ta ưu tiên hàng đầu. Tổng kết của hàng nghìn năm lịch sử đã cho thấy muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh. Lực lượng Hải quân Việt Nam trong những năm qua liên tục được đầu tư, vừa để dự phòng cho chiến tranh, đồng thời tạo sức mạnh răn đe trước mọi âm mưu, thủ đoạn của thế lực ngoại bang. Sau những sự đầu tư mạnh tay về các lớp tàu chiến mới, tàu chiến cỡ lớn, tàu chiến tốc độ cao, tàu chiến mang nhiều tên lửa, thì hiện nay chúng ta đang có các bước đi liên quan tới việc tăng cường trang bị tàu đổ bộ. Mới đây, một tín hiệu rất đáng mừng liên quan đến tàu đổ bộ đã được quân đội ta hé lộ qua bản tin thời sự được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam hôm vừa qua. Theo những hình ảnh trên bản tin này, Viện Thiết kế Tàu Quân sự trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đang thực hiện đề tài thiết kế tàu đổ bộ nội địa. Tín hiệu này đồng nghĩa Hải quân Nhân dân Việt Nam chuẩn bị có trong tay lực lượng những chiếc tàu đổ bộ made in Việt Nam 100%. Vậy tàu đổ bộ của Việt Nam được thiết kế như thế nào? Nó sở hữu sức mạnh ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video sau đây nhé! Thực tế, không chỉ ở nước ta mà trên khắp thế giới, nhất là với những quốc gia giàu có về tài nguyên biển, đảo rộng lớn, việc xây dựng một tàu đổ bộ có tầm quan trọng không kém so với những đội tàu khác, ví dụ như tàu tên lửa, tàu hộ vệ, thậm chí ngay cả khi đã có trong tay một đội tàu tên lửa hùng mạnh đủ sức tiêu diệt quân thù trên mặt biển. Nhưng nếu muốn tái chiếm đảo thì vẫn cần phải chở binh lính ra đảo chiến đấu, tiêu diệt các ổ địch trên đảo.
Với những nhiệm vụ chiến đấu ngoài mưa như vậy, đòi hỏi chúng ta cần phải có sự phát triển đồng đều cho cả lực lượng tàu chiến có hỏa lực mạnh và lực lượng tàu đổ bộ, hải quân với chức năng chở quân cung cấp phương tiện chiến đấu khác để thực hiện nhiệm vụ tái chiếm đảo hay đổ bộ đường biển. Hiện nay, trong công cuộc tiến thẳng lên hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam, chúng ta đã có những bước đầu tư có trọng tâm trong việc mua sắm và chế tạo tàu đổ bộ. Tiêu biểu nhất là hợp đồng mua bán 4 tàu đổ bộ đa năng RORO 5612 được phát triển bởi chính nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam do Tổng Công ty Đóng tàu Xuân Thu thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế Jamen Hà Lan. 4 tàu này đã được chuyển giao cho lực lượng hải quân của ta hồi cuối năm vừa qua. Chúng được trang bị khí tài tiên tiến đủ năng lực tầm vóc vươn tới Trường Sa để tiếp sức cho chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ bảo vệ vùng trời, vùng biển đảo của Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh việc xây dựng, bồi đắp và tăng cường khả năng phòng thủ tại Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy 4 tàu RORO 5612 là chưa đủ sức gánh vác khối lượng công việc hiện tại, cũng như những trường hợp cần thiết cần phải tiến hành các hoạt động tác chiến đối phó với lực lượng quân sự nước ngoài có mưu đồ đe dọa tới an ninh và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, Viện Thiết kế Tàu Quân sự trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã bắt tay và thực hiện đề tài thiết kế tàu đổ bộ nội địa. Cụ thể, dựa theo những hình ảnh được phát trên bản tin thời sự, kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, có thể thấy thiết kế tàu đổ bộ mới mang đường nét khá giống với các tàu vận tải chở hàng thông thường. Tuy nhiên, bản thiết kế mới này trang bị cửa đổ bộ ở phần mũi tàu để mở ra, cho phép các phương tiện cơ giới, binh lính di chuyển ra vào bục tàu, khiến nó trở thành thiết kế tàu đổ bộ hải quân. Dễ quan sát nhất là thiết kế cụm thượng tầng cầu với 3 tầng được đặt lùi về phía sau để nhường chỗ trong một khoang hàng khá rộng rãi ở phía trước. Phần cabin chỉ huy được thiết kế với chiều cao phù hợp, cho phép kíp lái có thể dễ dàng phóng xa tầm mắt để quan sát tổng thể bao quát tình hình của cả một khu vực biển rộng lớn. Nhất là trong những trường hợp hàng hóa được chất cao gây cản trở tầm nhìn, một trong những lợi thế lớn nhất của tàu đổ bộ nội địa này đó là khoang vận tải được thiết kế rộng và được bố trí thêm các tấm tre có thể dễ dàng mở ra đóng vào phù hợp để vận chuyển hàng hóa lên xuống tàu, đồng thời giúp cho vũ khí, khí tài được vận chuyển bên trong khoang kín, tránh được những tác động ảnh hưởng của thời tiết. Phần giữa thân tàu được trang bị một cần cầu máy cỡ lớn làm nhiệm vụ bốc rỡ hàng hóa trong khoang, cùng trường hợp tàu chỉ có thể cập mạng vào cầu cảng. Và như đã nói từ đầu, thiết kế này có nhiều nhược điểm được cho là tương đồng với các tàu vận tải đổ bộ đa năng hiện nay của Hải quân, mà chủ yếu là do chúng ta tự đóng. Việc chúng ta bắt tay và tự thiết kế mới hoàn toàn tàu đổ bộ nội địa có ý nghĩa rất lớn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước. Nhất là trong bối cảnh các thế lực ngoại bang luôn nhằm nghe nhòm ngó và có dã tâm lớn đối với biển đảo của chúng ta. Thứ nhất, tàu đổ bộ sẽ là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ tác chiến bảo vệ biển đảo của lực lượng hải quân. Thời đại này, chiến tranh không quân có thể xem là loại hình chiến đấu chiếm thế thượng phong của chiến tranh hiện đại. Các chiến không quân chủ yếu dựa vào chiến thuật, chiến lược của tên lửa hành trình chính xác cao gây tê liệt đầu não, chỉ huy ngay ở các giờ đầu của cuộc chiến hoặc là tấn công bất ngờ vào các mục tiêu, kể cả ẩn sâu trong lòng đất mà muốn giải quyết dứt điểm trên chiến trường. Thì dù hiện đại cỡ mấy cũng cần phải có đủ quân trực tiếp để tiêu diệt các ổ địch. Tương tự như vậy, tác chiến bảo vệ biển đảo hay đổ bộ đánh chiếm đảo cũng cần phải có sự triển khai trực tiếp nhân lực, phương tiện chiến đấu, vũ khí, khí tài. Từ đó xây dựng đường lối tác chiến giữa lực lượng hải quân đánh bộ kết hợp với đội tàu đổ bộ để tiến hành tác chiến nhiệm vụ. Hay nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, muốn có vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh và nhất là con người trực tiếp ra đảo để chiến đấu giữ đảo thì phải có phương tiện chuyên chở vận tải, đó chính là khi chúng ta cần tới tàu đổ bộ. Với ý nghĩa quan trọng thứ hai, tự chủ thiết kế tàu đổ bộ giúp quân đội ta đẩy mạnh quá trình xây dựng, tôn tạo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ ngoài khơi xa. Các tài nguyên biển đảo của chúng ta chưa bao giờ thôi bị các thế lực ngoại bang nhòm ngó, mà thế lực nào hung hãn nhất, ngang ngược nhất thì chúng ta đều đã biết. Suốt những năm qua, chúng đơn phương vẽ ra đường chính đạo, đòi yêu sách chủ quyền phi lý với hầu hết diện tích Biển Đông, thậm chí ngang ngược hơn nữa là còn là các hành động bồi đắp cải tạo xây dựng tiền đồn quân sự và cho binh sĩ đồn trú trái phép trên các thực thể thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta, bất chấp luật pháp và sự phản đối của ta cũng như luật pháp quốc tế.
Thế nhưng không cần đa to búa lớn, cũng chẳng quảng bá truyền thông rầm rộ, chúng ta vẫn đang ngày đêm ra sức tăng cường phòng thủ. Tại Trường Sa, Hoàng Sa, các chiến sĩ Hải quân Nhân dân vẫn đang ngày đêm vững tay súng, căng mình ngoài khơi xa vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Truyền thông nước ngoài từng bao phen kinh ngạc trước tốc độ xây dựng, bồi đắp và tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam tại Trường Sa, Hoàng Sa. Chỉ trong thời gian ngắn, những thực thể ở đây được mở rộng gấp nhiều lần so với diện tích ban đầu, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta tiến hành xây dựng các cơ sở phòng thủ chiến lược cũng như phục vụ cho hoạt động sinh hoạt chiến đấu của các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ biển đảo. Đương nhiên, để tạo nên sự đột phá cả về cơ sở vật chất lẫn sức mạnh chiến đấu như vậy, chắc chắn không thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực hùng hậu của các lực lượng trong đất liền về công tác hậu cần thì mới có thể vận chuyển được nguyên vật liệu, phương tiện xây dựng công trình ra ngoài khu vực đảo xa như vậy. Trước đây, nhiệm vụ vận chuyển này được thực hiện bởi các tàu đổ bộ vận tải lớp Trường Sa, con cá kình giữa lòng đại dương của Hải quân Việt Nam. Ngoài ra, chúng ta còn có lực lượng tàu đổ bộ đa năng trang bị trong lữ đoàn vận tải biển 125 Anh Hùng, như hai tàu đổ bộ tăng LST số hiệu 501 và 503. Đây vốn là chiến lợi phẩm của ta thu được từ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa sau chiến tranh, có lượng dạn nước để tải 4.080 tấn, khả năng chuyên chở được 1.600 đến 1.900 tấn hàng hóa, hai tàu đổ bộ lớp Hùng Vương cỡ 600 tấn, ba tàu đổ bộ đề án 771 cỡ 834 tấn do Liên Xô viện trợ trong những năm 1979 đến năm 1980, hay mới nhất là bốn tàu đổ bộ RoRo 5612 mới đón cỡ 600 tấn. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh quá trình xây dựng tôn tạo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cùng những yêu cầu đòi hỏi của chiến tranh hiện đại trong tương lai, thì việc chúng ta tự chủ thiết kế tàu đổ bộ nội địa khẳng định rõ nỗ lực quyết tâm của quân đội ta trong việc đưa các đơn vị quân chủng hải quân tiến thẳng lên hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Đây là một chiến lược tất yếu của một quốc gia có đường bờ biển rộng theo chiều dài đất nước. Không phải để chạy đua vũ trang mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong mọi tình huống bằng chính năng lực của mình, sức mạnh của mình, ý chí và lòng quyết tâm của toàn quân, toàn dân tộc. Chúng ta cùng tin tưởng và hy vọng rằng trong một tương lai gần sắp tới, những các tàu đổ bộ 100% made in Việt Nam sẽ không còn là những bản thiết kế trên màn hình TV hay máy tính nữa mà chạy bon bon trên vùng biển của ta, kề vai sát cánh cùng những người lính hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Quan điểm của bạn về vấn đề này ra sao? Trước tình hình đại dịch của Covid-19 đang rất căng thẳng, rất mong các bạn sẽ luôn giữ cho mình được sức khỏe thật tốt, cũng như chấp hành nghiêm chỉnh phương châm 5K để góp phần giúp cả nước cùng thoát khỏi đại dịch nhé. Như các bạn cũng biết, vừa qua Việt Nam chúng ta đã chào đón sự viếng thăm của tân Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris. Trong khuôn khổ của viếng thăm này, bà Kamala Harris đã có những phát biểu khá gay gắt nhằm vào Trung Quốc. Tất nhiên, những nhà lãnh đạo của đất nước tỷ dân không thể làm ngơ. Mới đây, người phát ngôn Trung Quốc cũng đã có những đáp trả gay gắt, không kém lời khiêu khích của Mỹ. Cụ thể những lời đáp trả như thế nào, chúng ta thấy được những gì qua phát ngôn đấy. Hôm nay, tin mới sẽ mang đến cho các bạn những thông tin mới và hấp dẫn nhất nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Các bạn thân mến, vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã kết thúc chuyến thăm chính thức đầy bận rộn khi đến Việt Nam. Trên Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã đăng lời cảm ơn. Cảm ơn Việt Nam, chúng tôi biết ơn về sự hiếu khách của các bạn trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris. Khi Phó Tổng thống Kamala Harris rời Việt Nam, chúng tôi trông đợi tiếp tục công việc của mình để tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế với Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các vấn đề hai bên cùng quan tâm, bao gồm an ninh khu vực, ứng phó toàn cầu đối với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và các nỗ lực chung của chúng ta nhằm thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Tuy nhiên, ngay sau đó, cũng trong ngày Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cho đăng tuyên bố chính thức trên Facebook của họ với những lời lẽ khá giận dữ, bày tỏ lập trường đối với việc Phó Tổng thống Mỹ có phát biểu công kích Trung Quốc trong chuyến thăm Việt Nam, tuyên bố có đạn. Chúng tôi khuyến cáo phía Mỹ đừng coi nhẹ quyết tâm kiên cường, ý chí kiên định, năng lực mạnh mẽ của nhân dân Trung Quốc để bảo vệ lợi ích phát triển và an ninh chủ quyền quốc gia. Đừng coi nhẹ tính quan trọng của việc độc lập, tự chủ trong tấm lòng nhân dân các nước trong khu vực. Đừng đánh giá quá cao vị thế và uy quyền nước đứng đầu liên minh của mình. Các nước trong khu vực sẽ không chạy theo gậy chỉ huy của Mỹ, càng sẽ không bị lôi vào thế trận chống lại Trung Quốc của Mỹ. Những sự giận dữ này đến từ việc trong khuôn khổ chuyến viếng thăm của mình tới Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã rất nhiều lần chỉ trích hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông.
trong bài phát biểu về tầm nhìn cam kết của chính quyền Tổng thống Joe Biden với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Bắc Kinh tiếp tục cưỡng ép, hăm dọa và tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông. Những tuyên bố phi pháp này đã bị phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 bác bỏ. Những hành động của Bắc Kinh tiếp tục hủy hoại trật tự dựa trên luật pháp và đe dọa chủ quyền của các nước, Phó Tổng thống Hà Vĩ nhấn mạnh khi đang ở thăm Singapore, đồng thời khẳng định Washington đứng về phía các đồng minh và đối tác trước những mối đe dọa này. Bài phát biểu của bà Kamala Harris là lần thứ hai và lên tiếng tấn công Bắc Kinh trong chuyến thăm khu vực của mình. Bà cáo buộc Bắc Kinh chèn ép và hăm dọa các nước khác tại Biển Đông, nơi vốn là điểm nóng trong khu vực từ nhiều năm nay. Đáng chú ý, bà Kamala Harris nêu bật tầm quan trọng của Đông Nam Á với quốc phòng và kinh tế Mỹ khi cho biết khu vực này là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của nền kinh tế hàng đầu thế giới. Sau bài phát biểu, Phó Tổng thống Mỹ đã thảo luận với giới lãnh đạo doanh nghiệp Singapore về các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng. Phó Tổng thống Mỹ cho biết, chúng ta cần phải tìm cách gây áp lực và gia tăng sức ép đối với Bắc Kinh, buộc phải tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển và thách thức các tuyên bố chủ quyền trên biển hung hăng và bắt nạt của nước này. Những tuyên bố bất hợp pháp này đã bị bác bỏ bởi quyết định của Tòa trọng tài hồi năm 2016 và các hành động của Bắc Kinh tiếp tục làm xói mòn trật tự theo quy định pháp luật, đe dọa tới chủ quyền của các nước, bà nói. Như các bạn cũng thấy, chỉ trong ít ngày cuối tháng 8 vừa qua, chúng ta đã được chứng kiến những màn đấu khẩu hết sức gay cấn giữa đại diện của hai quốc gia hùng mạnh nhất thế giới hiện nay. Trên cương vị của mình, chắc chắn đây sẽ không phải là những lời nói hoặc hành động bột phát như hàng cá, hàng tôm ngoài chợ rồi. Như các bạn cũng biết hoặc ít nhất một lần nghe tới, hiện nay hai quốc gia này đang trong một cuộc tranh chấp phân lại mọi thứ. Kết quả của cuộc chiến này sẽ quyết định cách thức mà thế giới sẽ vận hành trong tương lai. Trong cuộc chiến này, chưa biết là may mắn hay không, nhưng Việt Nam đang là một trong số ít những mục tiêu trọng điểm mà cả hai cùng nhắm tới. Bà Kamala Harris nói rằng Mỹ muốn nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam lên quan hệ đối tác chiến lược. Đồng thời, bà Kamala Harris cũng nói rất vinh dự là Phó Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Việt Nam trong một phần tư thế kỷ qua. Bà muốn tập trung tăng cường mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ tiếp tục của chúng tôi đối với một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Cũng tại cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam, bà Kamala Harris, tôi cũng muốn nói thêm là trong khi chúng ta đang xem xét cần làm để nâng cao mối quan hệ lên tầm đối tác chiến lược, thì cuộc gặp này cũng gửi thông điệp tích cực đến những thành viên và người dân cũng như khu vực khi ta có mối quan hệ hợp tác sâu sắc hơn. Trong khi đó, Trung Quốc chắc chắn rất sợ một Việt Nam thân Mỹ với việc gây thù chuốc oán hẳn với kha khá các nước láng giềng. Người Trung Quốc đã để lại một lịch sử và ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng những quốc gia xung quanh mình. Họ sẽ không muốn tập trung quá nhiều lực lượng xuống phía Nam trong khi đang gặp những rắc rối nhất định với các căn cứ của Mỹ tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như phần nào đó là Đài Loan. Ở phía Tây, anh bạn Ấn Độ chắc chắn cũng là người nóng lòng đòi lại những vùng lãnh thổ của mình. Từ dòng trạng thái rất giận dữ của lãnh sự quán Trung Quốc trên Facebook, có thể thấy quốc gia này đang khá lo ngại về những hình ảnh tiêu cực từ chuyến thăm và những bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới người dân Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Ở đây chúng ta có thể thấy hai trạng thái trái ngược giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong khi người Mỹ vẫn đủ điềm tĩnh để xử lý cuộc đối đầu này, thì Trung Quốc như một cậu trai mới lớn dường như muốn chứng tỏ sức mạnh và uy quyền. Cá nhân Phó Tổng thống Mỹ cũng như các cơ quan tuyên truyền của quốc gia này đã đưa ra những thông điệp rất tốt, phù hợp với văn hóa cũng như mong muốn của Việt Nam cũng như các quốc gia khác trong khu vực. Người ta thường nói nước xa không thể cứu được lửa gần, do đó việc bắt buộc các quốc gia Đông Nam Á trong đó có Việt Nam phải chọn lựa một phe trong cuộc chiến này. Chẳng khác nào ép họ phải chơi một ván bài mà tiền cược chính là tương lai cũng như sự tồn vong của chính người dân đất nước họ. Bà Kamala Harris cũng đưa ra nhận định rằng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh thịnh vượng Mỹ và Washington tiếp tục thúc đẩy lợi ích tại đó. Theo đài CNBC, Phó Tổng thống Mỹ còn tìm cách trấn an các nước ở châu Á rằng họ sẽ không phải lựa chọn giữa Washington và Bắc Kinh. Trong khi đó, Trung Quốc trong thời gian qua luôn muốn thể hiện sức mạnh và quyền lực của mình đối với những quốc gia nhỏ hơn. Đây là một thái độ tương tự như những gì mà các triều đại phong kiến của quốc gia này đã thể hiện trước đây. Giờ đây, ngay khi có được chút gọi là sức mạnh, người Trung Quốc lại ngay lập tức áp đặt lại điều này. Có thể đối với họ, việc này là hết sức bình thường, rằng Trung Quốc là một quốc gia lớn.
và các quốc gia nhỏ cần phải thuần phục để tạo ra một trật tự, một mô hình như những gì mà cái tên Trung Hoa, Trung Tâm Tinh Hoa đã thể hiện với đất nước tỷ dân chính là trung tâm. Cho nên đừng lầm tưởng rằng những ân oán trong lịch sử mà họ đã gieo rắc cho các nước lân bang chỉ là tham vọng của những cá nhân đứng đầu, mà đó thực sự là điều mà dân tộc Hán đang hướng tới. Dù có là chế độ nào đi chăng nữa thì người Trung Quốc vẫn sẽ là người Trung Quốc, bản chất tham muốn của họ đã như thế rồi. Chế độ lãnh đạo sẽ chỉ làm thay đổi cách thức để họ đoạt lấy điều mình mong muốn mà thôi. Các bạn thân mến, cuộc chiến tranh của Mỹ và Trung Quốc thực sự là một cuộc chiến khổng lồ mà ở đó cả hai đều sẽ huy động tổng lực, kể cả lực lượng hỗ trợ. Việt Nam chúng ta hiện tại tuy không phải là một quốc gia quá giàu có hay đặc biệt nhưng lại đang nắm giữ một làn danh mong manh. Nếu không cẩn thận quá khích, Việt Nam có thể tự biến đất nước mình thành bãi chiến trường. Những bài học như Syria hay Ukraine vẫn còn nóng hổi chính là hồi chuông cảnh tỉnh về những sự thái quá. Tuy nhiên, đó cũng sẽ là cơ hội nếu chính phủ và người dân ta tỉnh táo để nhận ra. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Liệu rằng Việt Nam có phải đã và đang là quốc gia khiến Trung Quốc lo lắng nhất hiện nay không? Không nói thì ai cũng biết Hoa Kỳ là một siêu cường thế giới. Ông lớn này mà nhận số 2 thì chắc chắn không ai dám nói mình là số 1, tất nhiên là trừ Trung Quốc. Mọi động thái của Hoa Kỳ đều có tầm ảnh hưởng rất lớn đến hòa bình và an ninh thế giới, đặc biệt là trong chiến lược ngoại giao đối với các nước trên thế giới. Chính vì vậy, chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ mới đây đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông các quốc gia. Trong chuyến thăm này, trước những người đứng đầu của chính phủ Việt Nam, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã đưa ra ba cam kết như đinh đóng cột mà Hoa Kỳ sẽ làm cho Việt Nam. Những cam kết này không chỉ làm nức lòng người dân trong nước, mà đó còn khiến không ít quốc gia láng giềng phải ghen tị. Vì sao Mỹ lại có sự quan tâm đặc biệt đối với Việt Nam như vậy? Chuyến thăm này nói lên điều gì? Những cam kết của Mỹ dành cho Việt Nam là gì? Hãy cùng Tin Mới tìm hiểu trong video hôm nay nhé! Các bạn thân mến, vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris đã có các cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ đã cho thấy Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Mỹ và sự tin cậy ngày càng lớn giữa hai bên. Phân tích của các chuyên gia trong nước và quốc tế, chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tới Việt Nam có hai điểm cần lưu ý. Thứ nhất, nó thể hiện sự tái can dự của Mỹ và khu vực. Trước đó, dưới thời Tổng thống Trump, nhiều người cho rằng ông này chưa quan tâm đủ đến Đông Nam Á. Ví dụ điển hình nhất là Trump không tham dự các hội nghị thượng đỉnh ở khu vực. Chính vì vậy, chuyến thăm này của bà Kamala Harris có thể đánh dấu sự quay trở lại của Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á. Và tương lai ông lớn này sẽ khởi động các hoạt động chính quyền với khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thứ hai, có thể thấy từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính quyền của ông đã thể hiện trọng tâm chiến lược của mình là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong đó coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam và Singapore. Việt Nam với vị thế địa chiến lược ở Đông Nam Á, vì vậy có tầm quan trọng rất lớn đối với Mỹ. Thông qua Việt Nam, Mỹ có thể tăng cường quan hệ với ASEAN và tiếp cận các cơ chế hợp tác, giúp các nước tiếp cận nhiều nguồn lực và gia tăng ảnh hưởng ở khu vực. Trước bà Kamala Harris, Mỹ đã từng điều rất nhiều quan chức cấp cao đến Việt Nam. Mới đây nhất là cuộc viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Cùng những lần đến thăm Việt Nam, chính phủ Joe Biden lại đưa ra những cam kết hết sức quan trọng với mục tiêu đẩy mạnh và sâu hơn nữa mối quan hệ Việt-Mỹ, trong đó ba cam kết quan trọng được chính phủ Mỹ gửi đến Việt Nam như sau. Đầu tiên, Mỹ khẳng định cam kết đối với Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở, lành mạnh và kiên cường. Cam kết này vô cùng quan trọng. Từ trước đến nay, sự can thiệp của các cường quốc đến một quốc gia nhỏ nào cũng đều kèm theo những điều kiện có đi có lại. Trước khi có thông tin bà Kamala Harris sẽ đến Việt Nam, nhiều thông tin trái chiều, các thuyết âm mưu của các thế lực thù địch đã cho rằng chuyến thăm lần này có dụ ý đưa Việt Nam trở thành một đồng minh của Mỹ, hoặc Việt Nam sớm muộn cũng ngả về phía Mỹ, núp dưới bóng của Mỹ trong mọi động thái. Tuy nhiên, điều đó là hoàn toàn bịa đặt và là sai sự thật. Cam kết của bà Kamala Harris đưa ra khẳng định điều này. Hoa Kỳ kết nối với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng độc lập, thịnh vượng và hỗ trợ Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Tương tự đối với khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cũng vậy. Hoa Kỳ cam kết tôn trọng chọn một khu vực tự do, cởi mở, lành mạnh và kiên cường, không có dấu hiệu của sự áp đặt gì ở mối quan hệ này cả. Để chứng minh cam kết này, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã công bố viện trợ thêm cho Việt Nam 1 triệu liều vaccine, nâng tổng số vaccine viện trợ cho Việt Nam lên 6 triệu liều, cộng thêm 77 tủ trữ đông sâu đặc biệt cho vaccine.
Ngoài ra, tổng ngân sách hỗ trợ Việt Nam từ đầu dịch COVID-19 đến nay đã là 44 triệu đô la Mỹ, trong đó có 23 triệu đô la Mỹ hỗ trợ kỹ thuật cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và CDC Mỹ. Việc làm này chứng tỏ Mỹ đang cố gắng thực hiện cam kết giúp Việt Nam mạnh mẽ và vươn lên, trước mắt là thoát khỏi nỗi ám ảnh của dịch bệnh COVID-19. Mỹ cũng đã quyết định đặt văn phòng CDC tại Hà Nội với mục tiêu cùng Việt Nam chống lại đại dịch và hỗ trợ ứng phó các dịch bệnh khác trong tương lai. Đây là bước đi mang tính biểu tượng cho sự cam kết lâu dài của Mỹ ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung. Trong chuyến thăm lần này, hai bên cũng đã ký được thỏa thuận về việc cho Mỹ thuê lô đất ở quận Cầu Giấy để lập Đại sứ quán Mỹ mới, với chi phí xây dựng lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cũng chuẩn bị ký hợp đồng thuê đất tại thủ đô Washington DC để làm trụ sở mới. Tất cả những điều này là biểu tượng cho một mối quan hệ lâu dài của chúng tôi với Việt Nam và Đông Nam Á. Với tư cách là một thành viên của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bà Kamala Harris nói, về lĩnh vực kinh tế, Mỹ cam kết đưa Việt Nam trở thành đối tác quan trọng trong việc hợp tác và phát triển kinh tế của hai nước. Có thể thấy rằng, kể từ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chỉ trong vòng 26 năm, từ năm 1995 đến năm 2021, kinh ngạch thương mại hai chiều Việt-Mỹ đã tăng vùn vụt như diều gặp gió. Nếu như năm 1995 kinh ngạch chỉ đạt 451 triệu đô la Mỹ thì năm 2020 con số này đã lên tới 90 tỷ đô la Mỹ và năm 2021 dự kiến con số này sẽ chạm mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Sau 26 năm từ một con số không tròn trĩnh, Việt Nam đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trên thế giới. Bà Kamala Harris khẳng định rằng nền kinh tế Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của Mỹ. Chuỗi cung ứng cũng là chủ đề được phía Mỹ quan tâm trong chương trình nghị sự của bà Kamala Harris tại Singapore. Trước đó, Mỹ cũng phát đi tín hiệu về việc sẽ gắn bó lâu dài với Việt Nam về kinh tế. Hiện nay, nhờ sự hợp tác gắn kết giữa hai chính phủ Việt-Mỹ, nhiều sản phẩm của Việt Nam đã rộng đường chiếm lĩnh thị trường khó tính nhất thế giới này, đem về nguồn lợi nhuận vô cùng to lớn cho đất nước. Trong tương lai, với cam kết mở cửa hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, dự kiến sẽ là một trong những mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Thật là một tương lai sáng lạn, phải không các bạn? Cam kết thứ ba, chính quyền Mỹ dành cho Việt Nam chính là việc đồng hành cùng Việt Nam trên lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Theo đó, Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng thực thi pháp luật và an ninh hàng hải. Mỹ cam kết thực hiện đối tác an ninh với Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với các lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam, trong đó sẽ chuyển sang một tàu tuần duyên thứ ba cho Việt Nam. Tàu thứ ba này sẽ bổ sung cho hai tàu khác do Hoa Kỳ cung cấp cũng như các hoạt động chung khác nhằm tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc đóng góp vào an ninh hàng hải. Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết thiết lập một cuộc trao đổi về y tế giữa quân đội Việt Nam và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ để mở rộng năng lực ứng phó thảm họa và nhân đạo, đồng thời hợp tác thúc đẩy việc chăm sóc bệnh nhân quan trọng cho binh lính, cựu chiến binh và người dân Việt Nam. Các bạn thân mến, cam kết thứ ba của Hoa Kỳ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Việt Nam, nhất là trong thời điểm diễn biến trên Biển Đông chưa bao giờ thôi nóng bỏng. Với sự có mặt của Mỹ và những cam kết hỗ trợ Việt Nam, việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam sẽ không còn đáng lo ngại nữa. Từ trước đến nay, trên Biển Đông, Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực luôn bị áp bức bởi chiến lược bành trướng, cá lớn nước cá bé của Bắc Kinh. Coi Biển Đông là sân sau nhà mình, Bắc Kinh thường xuyên khiêu khích và có hành động khiếm nhã với tàu của ngư dân và lực lượng hải quân Việt Nam trên biển. Chiến thuật lấy thịt đè người của Bắc Kinh thời gian tới sẽ không còn suôn sẻ vì cam kết của Mỹ đối với việc đảm bảo an ninh trên Biển Đông tuân theo luật pháp quốc tế. Bắc Kinh sẽ không dễ dàng qua mặt được Hoa Kỳ để tắc oai tắc quái được như trước nữa. Ngoài ba cam kết quan trọng về y tế, kinh tế và an ninh quốc phòng thì chuyến thăm của bà Kamala Harris tới Việt Nam cũng đạt được nhiều thỏa thuận khác, ví dụ như về giáo dục. Phía Mỹ cam kết hỗ trợ giáo dục đại học của Việt Nam thông qua một dự án kéo dài 5 năm trị giá 14,2 triệu đô la Mỹ để tăng cường giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới và quản trị trong 3 trường đại học quốc gia lớn nhất của Việt Nam. Về môi trường và biến đổi khí hậu, phía Mỹ cam kết hợp tác tăng cường khả năng chống chịu với khủng hoảng khí hậu, hướng tới một tương lai năng lượng sạch. Hợp tác này sẽ hướng tới việc thúc đẩy khu vực tư nhân trong chương trình hành động khí hậu, mở rộng năng lượng sạch và xe điện tại Việt Nam, bảo vệ khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy nông nghiệp khí hậu thông minh. Về khoa học công nghệ, Mỹ cam kết ủng hộ Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số. Việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hai bên cũng cam kết giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh, cùng vượt qua khó khăn để trở thành đối tác tin cậy.
Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ để rà soát các vật liệu chưa nổ, đồng thời cam kết hỗ trợ cho người khuyết tật của Việt Nam. Các bạn thân mến, trong mối quan hệ với Mỹ, tâm thế của Việt Nam hiện nay đã hoàn toàn khác so với cách đây mấy chục năm, không còn là vị thế của nước nhỏ bị nước lớn xâm lược, cũng không phải là tâm thế của các nước nhỏ phải e dè trước nước lớn nữa. Cùng với sự phát triển mọi mặt, Việt Nam đã khẳng định vị thế vai trò của mình là một nhân tố mà các quốc gia trên thế giới phải coi trọng. Trong đó, cái đáng trân trọng nhất đó chính là chính sách bình đẳng trong quan hệ với các nước vì mục tiêu hòa bình và ổn định khu vực quốc tế. Việt Nam theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, không phụ thuộc bất kỳ quốc gia nào. Chính sách ngoại giao của Việt Nam hoàn toàn chủ động, không chịu sức ép, ảnh hưởng từ các lợi ích. Dù là thế lực nào đi chăng nữa muốn thay đổi mục tiêu sự nghiệp phát triển của đất nước, chính sách đối ngoại của Việt Nam đều không thể. Hiện nay, ASEAN được nhận định là một mô hình hợp tác phát triển rất thành công của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cũng là một trong những tổ chức hợp tác khu vực có vị thế và uy tín nổi bật trên chính trường quốc tế. Việt Nam chúng ta dù không phải là quốc gia gia nhập ASEAN sớm nhất, nhưng hiện nay Việt Nam đang là một trong những thành viên chủ chốt, tích cực trong việc xây dựng và phát triển hiệp hội ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, trước khi có được sự ghi nhận cũng như vị trí nhất định trong tổ chức này, có quan điểm cho rằng ASEAN được thành lập ra để chống lại Việt Nam và ASEAN từng có ý định gạch tên Việt Nam ra khỏi hiệp hội. Cụ thể, vấn đề này là như thế nào? Phải chăng Việt Nam đã gây ra sai lầm gì với hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á khiến họ không vừa lòng? Video ngày hôm nay sẽ cùng các bạn khán giả tìm hiểu về vấn đề này nhé! Trước hết, nói về sự ra đời của tổ chức ASEAN. Chúng ta đều biết ASEAN là tên gọi viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, là một tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tổ chức này được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại Thái Lan, với 5 nước thành viên ban đầu là Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Singapore, nhằm biểu hiện tinh thần đoàn kết giữa các nước trong cùng khu vực với nhau, đồng thời hợp tác chống tình trạng bạo động và bất ổn tại những nước thành viên. Tiền thân của ASEAN là Hiệp hội Đông Nam Á, có tên viết tắt là ASA, gồm 3 nước Thái Lan, Malaysia, Philippines được thành lập vào năm 1961. 6 năm sau, vào năm 1967, với sự ủng hộ của Mỹ, 3 nước này cùng với Indonesia, Singapore thành lập nên Hiệp hội ASEAN tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Kiến thức trong sách giáo khoa thì là như thế. Tuy nhiên, có thể chưa nhiều người biết rằng, trước cả thời điểm Hiệp hội Đông Nam Á ASA ra đời, vào tháng 9 năm 1954, Mỹ đã cho thành lập Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á viết tắt là CETO. Tổ chức này ra đời sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 với mục tiêu cản trở sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là tại Trung Quốc và Việt Nam, nhằm thay đổi bản đồ chính trị Đông Nam Á. Mỹ mong muốn biến CETO trở thành NATO phiên bản Đông Nam Á. Tuy vậy, điều nghịch lý ngay từ đầu là trong số 8 quốc gia thành viên của tổ chức này chỉ có Thái Lan và Philippines nằm tại Đông Nam Á. Các thành viên còn lại của tổ chức bao gồm Anh Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand và Pakistan, Pháp, Úc đều nằm ngoài. Hồ sơ mật Lầu Năm Góc ghi nhận Mỹ đã thông qua Liên minh CETO để ngăn chặn sự bành trướng hơn nữa của chủ nghĩa cộng sản và kỳ vọng biến miền Nam Việt Nam thành một căn cứ quân sự quan trọng nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Mỹ quyết tâm biến miền Nam Việt Nam trở thành một đất nước có chính trị ổn định, kinh tế, tự cung tự cấp, quân sự có khả năng bảo vệ an ninh quốc phòng đương đầu với cuộc xâm lăng từ miền Bắc Việt Nam và có giá trị đóng góp cho sức mạnh dân đe chung của Liên minh CETO. Trở lại với câu chuyện chính của ngày hôm nay, vậy những điều này có mối liên hệ gì với quan điểm cho rằng ASEAN được thành lập ra để chống lại Việt Nam và ASEAN từng có ý định gạch tên Việt Nam ra khỏi hiệp hội? Chúng ta có thể nhận thấy rằng thời điểm ASEAN ra đời cũng là lúc chiến tranh ở Việt Nam đang leo thang căng thẳng. Giai đoạn 1960 đến 1970, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra quyết liệt. Chiến lược chiến tranh đặc biệt thất bại, Mỹ chuyển sang tiến hành chiến tranh cục bộ, quyết tâm đảo ngược tình thế đang bất lợi trước mắt. Thế nhưng ngay cả khi đã huy động lực lượng tinh nhuệ cùng các loại vũ khí tối tân nhất, quân đội Hoa Kỳ vẫn không thể kiểm soát được tình hình ở nước ta, thậm chí còn phải nếm những thất bại đáng cay. Điển hình có thể nói đến chiến dịch Sa Thầy và chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh. Và các bạn có nhận ra rằng giữa tình cảnh đó thì những quốc gia thân thiết với Mỹ trong khu vực Đông Nam Á lại liên kết với nhau thành lập ra Hiệp hội ASEAN. Đây liệu có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong chính trị? Quả thực rất khó để có được sự trùng hợp ngẫu nhiên một cách hài hòa như thế. Sau khi thành lập Hiệp hội ASEAN với tuyên bố Bangkok, tức văn bản thành lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, khi được ký kết tại Bangkok vào ngày 8 tháng 8 năm 1967,
các quốc gia trong tổ chức ASEAN đã thể hiện một trong những mục tiêu chung, đó chính là đoàn kết chống lại chủ nghĩa cộng sản đang phát triển ở Việt Nam và sự nổi lên của chủ nghĩa cộng sản trong lòng các quốc gia này. Và như vậy, sự ra đời của Hiệp hội ASEAN có thể được coi là một trong những biện pháp tiếp theo mà Mỹ dùng để tạo thế bao vây cô lập Việt Nam thời điểm bấy giờ mà thôi. Trước thời điểm tuyên bố này ra đời, năm nước Đông Nam Á đã nỗ lực chống lại sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản. Khi đó, chính phủ Philippines đã cố gắng để ân xá cho các cựu binh sĩ, những người đã gây ra xung đột vũ trang trên đảo Luzon trong suốt những năm 1960, dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền trung ương. Tại Indonesia, xung đột giữa quân đội Indonesia và Đảng Cộng sản Indonesia kết thúc vào cuối năm 1965 với việc ban hành đạo luật trật tự mới của Tổng thống thứ hai Suharto chống cộng tuyệt đối, trong khi chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Sukarno và sự gia tăng số lượng người theo chủ nghĩa cộng sản. Cùng lúc đó, Liên bang Malaysia cũng đang bận chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản. Trong khi Malaysia và Indonesia coi Việt Nam như một vùng đệm để chống lại sự bành trướng của chính quyền Bắc Kinh, thì Philippines, Thái Lan và sau đó cả Singapore đã tích cực hỗ trợ cả sức người, sức của cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, trong đó Thái Lan có thể được xem là nhân vật tích cực nhất. Cuối những năm 1960, chính phủ Thái Lan đã cho phép Hoa Kỳ xây dựng các căn cứ không quân trên đất Thái. Ngoài quân cảng Sattahip, Mỹ xây dựng sân bay quân sự chiến thuật và chiến lược cho máy bay F-4, F-5 ở Udon, Ubon, Chiang Mai, đặc biệt căn cứ không quân chiến lược B-52 ở Utapao. Từ các sân bay này, máy bay Mỹ hàng ngày mang bom đạn gieo rắc đau thương cho đồng bào ta ở hai miền Nam Bắc, Lào và Campuchia. Bởi khoảng cách địa lý là sát gần nhau, giúp những chiếc B-52 của bọn chúng cất cánh đi đánh phá miền Bắc Việt Nam mà không cần tiếp nhiên liệu trên không như khi xuất phát từ đảo Guam. Cường độ xuất kích cao hơn, khả năng tiếp vận sẽ càng nhanh và nhiều hơn. Thế nhưng, trước thế trận hùng hổ và nhiều tính toán chặt chẽ được không quân Mỹ giam ra, quân ta với chủ trương phải trừng trị kẻ gây tội ác, phải đánh thẳng vào sào huyệt của những tên giặc trời. Năm 1972, các chiến sĩ bộ đội đặc công của ta khiến lính Mỹ xanh mắt khi liên tiếp bắn hạ các máy bay B-52 siêu hiện đại của không quân Mỹ, đặc biệt sau sự việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia tiêu diệt chế độ Pol Pot thì các quốc gia Đông Nam Á càng trở nên khiếp sợ. Họ căn cứ để tin rằng học chết domino của Tổng thống Mỹ Eisenhower có nguy cơ xảy ra ở Đông Nam Á. Chính Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đã nỗ lực hỗ trợ Pol Pot với ý đồ ngăn chặn sức mạnh tấn công của Việt Nam. Thậm chí cho tới khi Pol Pot đã thất bại ở hầu hết Campuchia, thì Thái Lan vẫn ra sức viện trợ cho Khmer Đỏ ở biên giới khiến bọn chúng vùng lên hoạt động mạnh mẽ. Khi đó, quân tình nguyện Việt Nam trong lúc đánh đuổi Khmer Đỏ có tình cờ lái nhầm xe tăng qua gần Bangkok. Tuy nhiên, sau khi xem lại bản đồ thì chúng ta có cáo lỗi với nước bạn vì đi lạc đường. Ngót nghét gần 30 năm sau khi thành lập, đến tận năm 1995, Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ với Mỹ và gia nhập ASEAN khi đã có đủ thế và lực. Mặc dù gia nhập khá muộn, nhưng Việt Nam lại trở thành một thành viên chính chủ chốt quan trọng của khối, giúp đặt nền móng cho những nguyên tắc cơ bản của ASEAN là hợp tác thân thiện và không can thiệp vào tình hình nội bộ của nhau. Đầu tiên, Việt Nam mạnh dạn đề cử và thúc đẩy sự gia nhập hiệp hội của các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Myanmar. Kết quả là đến năm 1999, các nước này cũng đều đã trở thành thành viên của ASEAN. Kế tiếp, Việt Nam thể hiện sự năng động thân thiện của mình khi tích cực tham gia vào các hoạt động, chương trình cũng như các công việc trong khối, như việc ban hành hiến chương ASEAN, tham gia vào các cam kết tự do hóa thương mại, giảm bảo hộ hàng hóa trong khu vực. Với những gì đã thể hiện, Việt Nam đã khiến các quốc gia trong cùng khu vực tự xóa bỏ những định kiến sai lầm trước đây và thấu hiểu hơn về bản chất con người đất nước Việt Nam. Sợi dây khoảng cách dần được rút ngắn lại. Việt Nam trở thành người bạn hữu nghị, đối tác tin cậy của nhiều quốc gia trong khu vực như Singapore, Indonesia, Thái Lan, Campuchia. Sự giao lưu kinh tế văn hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực cũng trở nên sôi động, bền chặt hơn trước rất nhiều. Từ những kết quả đạt được, vai trò và vị thế của Việt Nam trong ASEAN ngày càng tăng cao. Năm 2020, Việt Nam lần thứ 3 giữ vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN. Trong nhiệm kỳ này, Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung, khi đó phải đối mặt với những thách thức to lớn do đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh và vai trò dẫn dắt chủ động của nước chủ tịch luân phiên. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, ASEAN đã tổ chức một loạt hội nghị trực tuyến nhằm thảo luận cách ứng phó với dịch, như tổ chức thành công hai hội nghị cao cấp ASEAN 36 và ASEAN 37, hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN cộng 3 về đại dịch COVID-19, nhiều sáng kiến về hợp tác ứng phó với COVID-19
và phục hồi sau đại dịch đã được công bố và đưa vào triển khai trong năm 2020 nhờ Quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19, Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN, Khung chiến lược ASEAN với các tình huống khẩn cấp, Khung phục hồi tổng thể ASEAN và kế hoạch triển khai, Tuyên bố ASEAN về khung thỏa thuận hành lang đi lại thể hiện cách tiếp cận tổng thể đồng bộ mang tính cả cộng đồng của ASEAN trong ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh, thích ứng và từng bước phục hồi toàn diện. Quan trọng hơn, thông qua hợp tác chống COVID-19 và phục hồi kinh tế, sự gắn kết trong ASEAN càng bền chặt. Đây là những dấu son mang đậm dấu ấn của Việt Nam và góp phần tô đẹp bức tranh thành công toàn diện của ASEAN. Các bạn thân mến, lẽ dĩ nhiên với những gì mà Việt Nam đã thể hiện suốt thời gian qua, chắc hẳn sẽ chẳng có sách giáo khoa nào dạy rằng ASEAN được lập ra để chống lại Việt Nam hay ASEAN muốn gạch tên Việt Nam ra khỏi tổ chức. Chỉ có điều đó vẫn tất yếu là một phần của lịch sử mà chúng ta nên biết, cần được biết. Nhưng dẫu sao đến nay, bằng sự nỗ lực, cố gắng và trên hết là sự chân thành của mình, Việt Nam đã có thể chuyển hóa mọi đau thương, thù hận thành sức mạnh, biến những kẻ thù thành những người bạn chung mục tiêu phấn đấu vì sự phát triển chung của cộng đồng. Và hiện nay Việt Nam đang là một trong những nhân tố chủ chốt tạo nên vị thế của ASEAN trên trường quốc tế.